một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, đó là chị Trần Thị Kim Khánh. Thực sự khi nói đến chị là tôi rất là xúc động và có một cái niềm tự hào vô cùng to lớn, vì chị đã tìm hiểu rất là kỹ, nghiên cứu rất là kỹ về New và tất cả những cái khóa giáo dục của New đem đến cho chúng ta ngày hôm nay. Chị đã xác định đây chính là một cái cơ hội tốt nhất để cho tất cả những người từ bé, người dân trên thế giới cũng như người dân Việt Nam chúng ta, từ bé cho đến lớn, đây là một cái cơ hội để trang bị cho mình rất là nhiều cái kiến thức về tài chính, giúp cho mình biết cách quản lý tài chính, phân bổ tài chính và gia tăng tài sản cho chính bản thân mình và cho xã hội. Và sau đây tôi xin phép được giới thiệu chị Trần Thị Kim Khánh, người sẽ giúp cho chúng ta hiểu về New và tất cả những cái nội dung chương trình của ngày hôm nay. Em xin phép được mời chị Trần Kim Khánh ạ. Xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong buổi webinar tối nay. Lời đầu tiên xin cảm ơn lời giới thiệu của bạn Đào Thị Hằng. Chúng ta hãy dành những dấu cộng thật nhiều để cảm ơn bạn Đào Thị Hằng giúp tôi với ạ. Vâng, trước hết tôi xin tự giới thiệu một chút. Kim Khánh sinh ra và lớn lên trong một gia đình là bố mẹ là bộ đội tại tỉnh Sơn La. Năm 1982, sau khi tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, Kim Khánh đã về công tác tại Xí nghiệp Dược Quảng Ninh. Đây là thời kỳ bao cấp, có thể nói là khó khăn nhất của đất nước. Vì thế, vừa đi làm, Kim Khánh vừa làm thêm rất nhiều việc để có thêm thu nhập. Từ năm 1987, thì Kim Khánh đã bắt đầu kinh doanh thêm với đủ các ngành nghề khác nhau và cũng kiếm ra không ít tiền. Năm 1990, mặc dù lúc đó Kim Khánh đang là quản đốc phân xưởng Thuốc Tiêm, phụ trách 54 công nhân, là bí thư chi đoàn, phụ trách công đoàn, nhưng Kim Khánh vẫn quyết định rời khỏi nhà nước và ra ngoài mở nhà thuốc tư nhân. Năm 2004, Kim Khánh được biết đến tập đoàn quốc tế Vision và bắt đầu tham gia vào ngành kinh doanh theo mạng từ đó. Trong 6 năm, Kim Khánh cũng gặt hái được khá nhiều thành công. Đã được 4 lần đến dự hội nghị ở Moscow. Kim Khánh cũng được đi du lịch miễn phí ở nhiều nơi trên thế giới. Và năm 2007, Kim Khánh là người Việt Nam duy nhất trong số 11 người trên toàn thế giới được tặng một chiếc áo lông dây cá trị giá lúc đó là gần 100 triệu nhân kỷ niệm 11 năm sinh nhật của tập đoàn. Và lúc đó thì thu nhập của Kim Khánh cũng đã khoảng trên 50 triệu một tháng. Tuy nhiên khi nhìn lại hệ thống thì không ít người đã rơi rụng do họ không bán được sản phẩm, cũng không tuyển được nhiều người, hàng tháng phải mua định mức, không những họ không có thu nhập mà còn phải ôm một đống sản phẩm. Trong kinh doanh trên mạng thì thực ra điều này cũng rất là bình thường, nhưng mà với Kim Khánh thì lại khác. Giống như những người đi trước, Kim Khánh đã hứa với họ là sẽ giúp họ không những có sức khỏe mà còn được tự do về tài chính, nhưng mà điều đó thì đã không trở thành hiện thực. Và Kim Khánh cảm giác như mình mắc nợ họ một lời hứa. Vì thế Kim Khánh đã quyết định dừng lại và tự nhủ sẽ không bao giờ làm kinh doanh trên mạng nữa. Vậy nhưng tại sao ngày hôm nay Kim Khánh lại có mặt ở đây? Vào ngày 29 tháng 7 năm 2019, một cậu thanh niên tên là Nguyễn Xuân Khải, bây giờ là người đỡ đầu trực tiếp của Kim Khánh trong hệ thống cộng đồng người dùng New, cậu ấy đã điện thoại và hỏi Kim Khánh: cô ơi, cô đã mua CDU chưa? Và nói thật là lúc đó Kim Khánh đã dãy nảy lên và từ chối. Nhưng mà sau khi nghe cậu ấy nói về ông Andrei Kuratov thì Kim Khánh đã đồng ý để cậu ấy gửi tài liệu cho Kim Khánh tìm hiểu. Và khi mở ra thì Kim Khánh đã giật mình, bởi vì clip này Kim Khánh đã từng xem một lần trên YouTube vào tháng 4 năm 2019. Và cho đến bây giờ thì Kim Khánh vẫn rất là tiếc vì chính mình đã bỏ qua một cơ hội rất lớn. Tháng 10 năm 2019, Kim Khánh có mặt tại sự kiện Infinity ở Ấn Độ. Và tại đó, Kim Khánh được chứng kiến ông Chủ tịch Hiệp hội Hòa bình Thế giới trực tiếp trao tặng huân chương vì hòa bình cho ông Andrei Kuratov, Chủ tịch tập đoàn New. Kim Khánh còn được chứng kiến 5 ông chủ của 5 dự án đối tác của tập đoàn New. Và ở đó thì Kim Khánh cũng hiểu được sứ mệnh của tập đoàn New và mục tiêu cao cả mà tập đoàn New đang hướng tới. Chính vì thế, Kim Khánh đã quyết định quay trở lại kinh doanh hệ thống. Và hiện nay thì Kim Khánh đang là top manager của chương trình đối tác cộng đồng người dùng New, là thành viên khóa đào tạo Marathon MNCI 260.
Và đặc biệt sau khi tham gia khóa học marathon thì càng ngày Kim Khánh càng hiểu được giá trị lớn lao của việc đồng hành cùng với tập đoàn New. Và từ đó thì Kim Khánh đã dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho công việc này. À, hiện Kim Khánh cũng đã là thành viên hội đồng lãnh đạo địa phương. À, sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cơ hội hợp tác với tập đoàn New. Và trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về Học viện Đào tạo Nhà đầu tư. Học viện được thành lập vào năm 2011, đến nay đã được hơn 9 năm. Người sáng lập là ông Andrei Khoratov, ông còn là CEO của tập đoàn New, là tác giả của chương trình Kryptonit, là bậc thầy hiện thực hóa ước mơ. Và ông còn nằm trong top 100 nhà lãnh đạo kiệt xuất có ảnh hưởng lớn nhất nước Nga thiên niên kỷ vừa qua cùng với Tổng thống Putin. Hiện nay đã có hơn 1.355.000 người dùng đăng ký từ hơn 176 quốc gia. À, chúng ta liên tục tăng trưởng phát triển mỗi tuần mỗi ngày. Học viện được cung cấp kiến thức độc nhất trong lĩnh vực tài chính và phát triển bản thân. Ở đây chúng tôi không chỉ dạy lý thuyết mà chúng tôi còn huấn luyện và cố vấn với những chuyên gia trong ngành, với những giảng viên có kinh nghiệm từ 3 đến 23 năm trong đầu tư tư nhân. Và chúng ta sẽ được trải nghiệm các bài học thực hành theo đội nhóm và cố vấn cá nhân. Đây cũng là lý do tại sao mà Kim Khánh quyết định trở thành thành viên của Học viện Đào tạo Nhà đầu tư. Bây giờ Kim Khánh sẽ nói về mục đích của Học viện Đào tạo Nhà đầu tư. Kim Khánh hy vọng các anh, các chị và các bạn đã có sẵn giấy bút để có thể viết xuống những thông tin cần thiết. Các bạn đã bao giờ nghe nói về kim tứ đồ của Robert Kiyosaki chưa ạ? À, xin đề nghị các anh chị và các bạn là hãy cho dấu cộng hoặc dấu trừ vào mục chat ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn. À, Kim Khánh nhận thấy có không ít người chưa được nghe về vấn đề này. Robert Kiyosaki là một trong những doanh nhân đã nói về sơ đồ về sự đổ vỡ của trường học. Hôm nay Kim Khánh muốn nói về kim tứ đồ nằm trong cuốn sách Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki. Và Kim Khánh đề nghị các anh chị thích thú. Chúng ta hãy tìm hiểu ô thi nhé. Đây là những người làm công ăn lương. Nếu các bạn ở đây, các bạn sẽ có một công việc, các bạn cũng có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Ngày nay thì có rất nhiều người đang không có việc làm. Với Kim Khánh thì đây là nhóm người thiệt thòi nhất. Họ bán sức lao động, bán kiến thức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để làm giàu cho các ông chủ. Ở ô thứ hai, đây là nhóm người làm chủ. Đó là những người làm việc cho chính mình, hay còn gọi là kinh doanh tự do. Điểm cộng của những người này là họ tự làm giàu cho bản thân. Không ai đuổi việc họ cả. Tuy nhiên thì họ lại không có ngày nghỉ. Họ càng làm nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền hơn. Và điểm trừ của họ là phải lo từ A đến Z, từ tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng. Nếu họ muốn nghỉ đi chơi hoặc là vì sức khỏe không được tốt, họ không thể làm việc được thì đương nhiên là không có tiền. Bản thân Kim Khánh đã trải qua hai loại lao động này, cho nên Kim Khánh rất là hiểu rõ. Ô tiếp theo là những doanh nhân. Có nghĩa là bạn làm chủ doanh nghiệp và người khác sẽ làm thuê cho bạn. Với những có rất nhiều người muốn trở thành doanh nhân, họ có cả một hệ thống. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta thì nhìn thấy rất rõ, đó là tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng ở thành phố Hạ Long của Kim Khánh đang ở, cũng có rất là nhiều tập đoàn, ví dụ như là Vingroup hoặc là chuỗi khách sạn Mường Thanh, vân 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 vân. Doanh nghiệp càng lớn thì họ càng kiếm được nhiều tiền. Và một doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp phát triển tốt là ngay cả khi các bạn vắng mặt, doanh nghiệp vẫn đem lại lợi nhuận cho bạn. Và khi đó thì bạn sẽ có thời gian để dành riêng cho mình và cho gia đình. Nhưng điểm trừ là việc kinh doanh của bạn đòi hỏi phải có một số tiền vốn rất là lớn. Và bạn cũng có một nhiệm vụ rất là lớn, bạn phải lo cho rất nhiều người. Các bạn cũng phải làm việc vất vả ít nhất từ 3 đến 5 năm đầu. Cũng có thể thành công, nhưng cũng không ít doanh nghiệp bị phá sản. Và đó là những gì trên thực tế hiện nay đang xảy ra, đặc biệt là thời Covid. Dịch Covid vừa qua đã làm cho rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản và rất nhiều người trong đó bị mất việc làm. Ở ô thứ tư là các nhà đầu tư. Với những người này,
tiền làm việc cho họ. Họ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, họ không cần phải làm việc. Điểm trừ là có thể bị mất hết vốn. Tuy nhiên, nếu họ có kiến thức làm thế nào để tiền làm việc cho họ, thì họ có thể lấy lại được nhanh chóng. Và Kim Khánh xin hỏi các anh chị và các bạn, các anh chị và các bạn muốn là thành phần nào của kim tứ đồ? Mỗi một loại thì đều có ưu và nhược điểm khác nhau, và chúng ta cần biết điều đó. Trên thực tế, thế giới hiện nay có rất nhiều người tốt nghiệp đại học, có công việc tốt, nhưng hầu hết họ đều thuộc về bên trái của kim tứ đồ. Họ chiếm 90% dân số thế giới và họ phải đấu tranh để chỉ được 10% của cải toàn cầu. Còn bên phải của kim tứ đồ, nhiều người không học cao, thậm chí có người còn bị đuổi học. Thế nhưng phần này chỉ có 10% dân số thế giới. Những người này họ không phải đấu tranh mà chỉ chia sẻ 90% của cải toàn cầu. Tại sao những người không có học vấn cao lại có nhiều của cải hơn? Tại sao vậy? Kim Khánh muốn hỏi các bạn một câu. Các bạn nghĩ thế nào về việc 90% tiền bạc được sở hữu bởi 10% dân số? Tại sao điều này lại xảy ra trên thế giới? Và trong slide tiếp theo, Kim Khánh muốn cho các bạn thấy những con số thống kê về tình hình kiến thức tài chính của người trưởng thành trên thế giới. Ở đây thăm dò về 4 khái niệm tài chính cơ bản. Thứ nhất là về phân tán rủi ro, thứ hai là lạm phát, thứ ba là tính toán và thứ tư là gộp lãi. Cuộc khảo sát được dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 150.000 người ở trên 140 quốc gia. Và kết quả điểm nổi bật là trình độ tài chính thấp trên toàn thế giới. Trong đó, đa dạng hóa, phân tán rủi ro và việc tính toán là thấp nhất. Ở phụ nữ thì tỷ lệ này thấp hơn nam giới. Và đặc biệt, giới trẻ là nhóm dễ bị tổn thương, cũng là mục tiêu quan trọng cho chương trình giáo dục tài chính. Nạn mù tài chính là một rào cản quan trọng đối với việc đưa vào tài chính, dịch vụ tài chính. Do đó, do thiếu kiến thức về tài chính và các sản phẩm tài chính, nhiều người không thể tiếp cận được các dịch vụ tài chính của ngân hàng, do đó bị loại khỏi thị trường tài chính. Đối với Kim Khánh thì kiến thức tài chính rất là quan trọng. Đối với sức khỏe, đối với người dân và đối với sức khỏe tổng thể của nền kinh tế quốc gia. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta không phải là chúng ta đang ở vị trí nào, có bao nhiêu tiền, mà chúng ta có đủ kiến thức về tài chính để giữ tiền và làm cho tiền của chúng ta tăng trưởng hay không. Học viện đào tạo nhà đầu tư của chúng ta có học viên trên toàn thế giới. Chúng ta nhận ra rằng có kiến thức về tài chính chưa đủ. Người ta cần phải cải thiện tình hình hiện tại và muốn thành công hơn nữa, muốn giàu có hơn nữa, họ cần phải làm việc với tư duy của họ. Chúng ta cần phải chuyển tải bản thân. Để làm được điều đó, việc chuyển tải xác lập tư duy không phải chỉ ngày 1, ngày 2. Chúng ta cần phải làm việc với bản thân mình để trở thành người mà các bạn mong muốn. Chúng ta có các khóa học trực tuyến hay là các khóa học trực tiếp. Đây là các khóa học phát triển bản thân, học đầu tư, học kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi mang lại thông tin và công cụ đáng tin cậy để giúp cho mọi người có thể thiết lập được danh mục đầu tư cho bản thân mình. Tại sao Kim Khánh lại tự tin là chúng ta đang đi trên con đường đúng đắn? Trước mặt các bạn là hình ảnh của những nhà lãnh đạo cấp cao đã được tham gia đào tạo từ năm 2011 đến nay. Chúng tôi đã giúp cho cuộc sống của hàng ngàn người thay đổi, trở thành doanh nhân thành đạt. Rất nhiều người trong số họ khởi điểm khi chưa có đủ kiến thức. Họ phải ham muốn học hỏi và áp dụng những kiến thức học được vào thực hành. Trong số đó, Kim Khánh rất ấn tượng về câu chuyện của anh Samathil. Anh xuất thân từ một gia đình nghèo ở Ấn Độ. Anh ấy đây ạ. Anh ấy rất nỗ lực học tập, là kỹ sư xây dựng và đã tốt nghiệp thạc sĩ và làm việc ở nhiều nước. Hiện nay anh đang làm ở Bộ Quốc phòng Oman. Anh ấy đã đầu tư trong rất nhiều ngành kinh doanh nhưng lại không thành công. Anh ấy đã mất rất nhiều tiền. Năm 2017, khi anh ấy tìm hiểu về Học viện Đào tạo Nhà Đầu Tư, anh ấy đã tìm ra cơ hội để được học những kiến thức về đầu tư và tài chính. Và anh ấy nhận ra rằng giúp đỡ người khác là cách để mang lại thành công. Hiện nay anh ấy đã trở thành nhà đầu tư và cũng là nhà đào tạo trong khóa học Marathon mà Kim Khánh tham gia. Đây là một câu chuyện thành công và còn rất nhiều câu chuyện nữa mà ngày hôm nay Kim Khánh không có đủ thời gian để kể hết về những câu chuyện của những người thành công.
Trong đó có rất nhiều người Việt Nam của chúng ta như là chị Kiều Mỹ, anh Nguyễn Minh Sơn, vợ chồng chị Như Huế, em Gen Nguyễn, em Vi Thúy, em Phương Ly, em Đào Hằng, em Vân Hằng, chị Đỗ Bích Hà, em Trần Văn Thành, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Huy và còn rất nhiều người khác mà Kim Khánh không thể kể được hết. Kim Khánh muốn hỏi các bạn, có bao nhiêu trong số các bạn muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ VIP dành cho nhà đầu tư? Xin hãy cho Kim Khánh các dấu cộng và mục chat ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Một câu hỏi nữa, bao nhiêu trong số các bạn anh chị đã sử dụng các dịch vụ của nhà hàng, của các hãng hàng vân vân ạ? Khi chúng ta trở thành khách hàng VIP thì chúng ta sẽ nhận được những dịch vụ tốt nhất và được nhận chiết khấu tốt nhất. Tuy nhiên để trở thành khách hàng VIP của họ thì đều có phí rất là cao. Nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi cuộc chơi. Và ngày 15 tháng 5 năm 2020, câu lạc bộ VIP của chúng tôi ra đời. Đây là câu lạc bộ VIP dành cho các đối tác trung thành. Khi tham gia vào câu lạc bộ VIP thì chúng ta sẽ được giảm giá các sản phẩm giáo dục của học viện lên tới 75%. Chúng ta có được các đề nghị độc quyền, được tiếp cận câu lạc bộ kín của chương trình CryptoLit, được tham gia sàn giao dịch nội bộ ở CRU và được ký quỹ. Chúng ta còn được cơ hội tham gia họp tổng kết kín và nhận được các tin tức đặc biệt. Slide tiếp theo, Kim Khánh muốn giới thiệu với các bạn về các khóa học. Như Kim Khánh đã nói ngay từ đầu, chúng ta có các đề tài khác nhau về phát triển bản thân, về kiến thức tài chính và về kinh doanh. Các sản phẩm này được xếp vào trong 5 gói giáo dục. Gói EIP khởi động, EIP đơn giản, cơ bản, EIP giáo dục sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Các bạn có thể chọn gói giáo dục nào phù hợp với các bạn. Gói nhỏ thì sẽ có ít khóa học hơn, ngược lại điểm để thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn thì các bạn cần phải học nhiều hơn và các bạn sẽ tạo được thói quen tốt hơn. Chúng tôi có các nhà huấn luyện cố vấn đào tạo cho các bạn, giúp các bạn cách thiết lập mục tiêu, làm thế nào để lên kế hoạch và đạt ước mơ, cách áp dụng các kiến thức đó. Bài đầu tiên chúng ta sẽ được học là 8 nguyên tắc của một nhà đầu tư, mà Kim Khánh gọi đó là nguyên tắc vàng, và đó là nền tảng của việc đầu tư. Vì sau khi học bài này thì Kim Khánh rất lấy làm tiếc, vì giá như Kim Khánh được học cách đây 10 năm thôi chứ không nói là 30 năm thì giờ đây chắc chắn tài sản của Kim Khánh đã khác rất là nhiều rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ được học làm thế nào để tiền làm việc cho bạn, làm thế nào để có thu nhập thụ động, làm sao để có thể kinh doanh toàn cầu ngay tại nhà. Có rất nhiều các cái khóa học khác nhau trên màn hình. Anh các chị và các bạn có thể cùng với Kim Khánh đọc lướt qua trên màn hình. Và trên đây là những khóa học thực sự có giá trị của Học viện Đào tạo Nhà Đầu Tư. Nếu các bạn thực sự muốn thay đổi cuộc sống của mình thì hãy cho Kim Khánh những dấu cộng vào mục chat ạ. Nếu tất cả các anh các chị và các bạn thực sự mong muốn thay đổi cuộc sống của mình thì hãy cho Kim Khánh những dấu cộng vào mục chat. Vâng ạ, xin cảm ơn. Kim Khánh xin hỏi các bạn một câu. Các bạn có thông tin gì về học phí của các trường đại học hay không ạ? Học phí trong một trường đại học bình thường mà các bạn cần phải trả cho việc làm thế nào để trở thành một nhà chuyên nghiệp, trở thành một bậc thầy cho cuộc sống của bản thân mình thì sẽ có học phí là bao nhiêu ạ? Có ai biết không ạ? Con cháu của chúng ta học đại học mỗi tháng học phí là bao nhiêu? Và khi ra trường thì chúng làm được gì từ việc vận dụng kiến thức đó ở nhà trường vào công việc để trở nên giàu có? Thế nhưng ở đây chúng ta thì sẽ khác. Chúng ta sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống trường học. Kiến thức mà chúng ta học được từ Học viện Đào tạo Nhà Đầu Tư này sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta,
sẽ giúp chúng ta thực hiện được tất cả các mục tiêu mà không cần phải trả học phí quá lớn. Học viện của chúng ta mang lại các khóa học phù hợp với tất cả mọi người. Và chúng tôi hiểu rằng chúng tôi càng cho đi thì càng nhận được nhiều hơn. Đây là những khóa học từ 50 unit đến 10.000 unit. Đây là giá đặc biệt dành cho các học viên. Các bạn có thể trả một lần hay là trả góp. Đây là sự lựa chọn rất tốt bởi vì có những người rất muốn học nhưng không đủ để trả ngay bây giờ. Và các bạn có thể trả góp trong 5 tháng với 2 gói nhỏ và 10 tháng với 3 gói lớn. Khánh muốn hỏi các bạn một câu nữa. Khi các bạn hay con cháu của các bạn học ở trường đại học, các bạn có bao giờ được nhận phần thưởng nào không? Từ cái khoản học phí mà chúng ta đóng cho nhà trường ấy, chúng ta có được nhận nguồn thu nhập thụ động nào không? Họ có cho các bạn cơ hội để trở thành cổ đông sở hữu, đồng sở hữu của trường đại học đó để được hưởng lợi nhuận của trường đại học đó hay không? Xin các bạn hãy cho dấu cộng hoặc dấu trừ vào mục chắc với câu hỏi này. Riêng Kim Khánh thì chưa thấy bao giờ. Nếu ai đã thấy một trường đại học nào đó mà với học phí mà chúng ta đóng vào đó để được lại được trở thành cổ đông sở hữu cái trường đại học đó để được chia lợi nhuận của cái trường đại học đó thì cho Kim Khánh xin dấu cộng. Kim Khánh thì chưa thấy bao giờ. Nhưng với tập đoàn New thì khác. Đối với mỗi khóa học, ngoài việc chúng ta được học những kiến thức cực kỳ giá trị, những kiến thức mà có thể thay đổi hoàn toàn cái tài chính của mình, chúng ta đều được nhận phần thưởng, được nhận thu nhập thụ động và trở thành đồng sở hữu của công ty chúng ta. Phần thưởng ở đây là các điểm CRU. Vậy CRU là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Dự án CRU là chương trình đào tạo đổi mới mở ra cánh cửa cho bất cứ ai muốn học và trở thành đồng sở hữu của danh mục đầu tư toàn cầu CRU, ngay cả với nguồn vốn nhỏ nhất. Chương trình được khởi động vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 và chia làm 3 phần. Phần 1 chia làm 8 giai đoạn và đã kết thúc vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Khoản hoa hồng khách hàng thân thiện đầu tiên được nhận vào ngày 8 tháng 5 2019 và profi bonus đầu tiên được chia từ lợi nhuận của các dự án mà sau khi lên sàn chúng ta sẽ gọi là cổ tức được nhận vào ngày 13 tháng 11 năm 2019. Ngày 15 tháng 1 năm 2020 đã tham gia blockchain Ethereum và hiện sắp hoàn thiện blockchain 3.0 của riêng mình. Ngày 9 tháng 3 năm 2020 chính thức ra mắt sàn giao dịch nội bộ CRU. Và từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đã chuyển sang giai đoạn thứ 2 của phần 2. Mỗi người khi mua khóa học, giáo dục đều được nhận điểm CRU ít hay nhiều tùy theo gói. Càng có nhiều CRU thì chúng ta càng được nhiều tiền thưởng, hoa hồng khách hàng thân thiết cũng như là profi bonus. Chương trình CryptoNit được xây dựng trên 20 phân khúc của thị trường đầu tư như là giáo dục, phát triển MNCI, tham gia vốn của phần doanh nghiệp thông qua hữu, phát triển sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, phát triển giao thông tiên tiến, ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường điện tử, mã hóa, crypto, bảo hiểm, bất động sản, phát triển đổi mới, phát triển nông nghiệp, phát triển xã hội, hợp tác, thương nhân, khoa học, văn hóa, kim loại quý và bán quý, đá quý và bán quý, phát triển không gian và từ thiện. Đây là danh sách của 20 phân khúc được thiết lập bởi ban đầu tư của công ty. Ý tưởng của công ty là sẽ bao phủ hết 20 phân khúc này. Đây là những thông tin mà chúng ta không được chia sẻ ở nhà trường, nhưng mà chúng ta cần phải học, học cả 20 phân khúc này để hiểu được làm sao tiền có thể làm việc cho mình. Slide tiếp theo, Kim Khánh xin chia sẻ với các anh chị và các bạn một số dự án đang có tiến triển trong số 32 danh mục đầu tư của chúng ta. Thứ nhất, đó là chuỗi nhà hàng ẩm thực Nhật Sushi Master. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, chúng ta đã mở được 39 nhà hàng ở nhiều nước
mục tiêu trong 10 năm tới, chúng ta sẽ mở 50 nhà hàng, 50.000 nhà hàng trên khắp thế giới, và sắp tới sẽ có ở Việt Nam. Các bạn hãy thử tượng hình dung xem, từ trước đến nay chúng ta cùng bạn bè, người thân đi ăn ở các nhà hàng nào đó, chúng ta sẽ làm giàu cho ai? Có phải là chúng ta làm giàu cho ông chủ nhà hàng đó hay không? Còn sắp tới, khi chúng ta đến các nhà hàng này để ăn, chúng ta sẽ được chia lợi nhuận ở đó. Có tuyệt vời không ạ? Nếu ai thích điều này, cho Kim Khánh xin nhiều mà một chát ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn sự tương tác của các anh chị và các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ xem tiếp phân khúc thứ hai, đó là thị trường vàng. Các bạn có thấy những người kinh doanh vàng đều rất giàu và rất đẳng cấp không ạ? Cấp mà làm miếng vàng. Nếu có thể các bạn nên tìm hiểu về phân khúc này. Kim Khánh thì đã được học trong khóa học Marathon 260 mã ổn định. Đây là một công cụ đầu tư có độ tin cậy và là một trong những mặt hàng mang lại lợi nhuận lớn, giúp chúng ta trở nên giàu có. Ở phân khúc này, công ty chúng ta có tới 3 mỏ vàng khai thác lộ thiên, từ khâu sản xuất đến khâu chế tác, có trữ lượng rất là lớn và tham gia vào sàn giao dịch vàng trên toàn thế giới. Đây là phân khúc mà công ty chúng ta đầu tư nhiều tiền nhất. Các bạn có muốn được là đồng sở hữu các mỏ vàng ấy không ạ? Vâng, chúc mừng tất cả chúng ta. Chúng ta đều là đồng sở hữu của tất cả các cái mỏ vàng mà hiện nay công ty đang có. Thứ ba là về công nghiệp điện ảnh. Hãng phim này đã thành lập được 15 năm, đã sản xuất được nhiều bộ phim. Hiện nay chúng ta thấy rằng là trẻ em, con cháu chúng ta được sử dụng iPad và điện thoại từ rất sớm. Chúng ta là các bậc phụ huynh thì lại quá bận rộn, không thể kiểm tra được, không kiểm soát được con cháu chúng ta đang làm gì, xem gì ở trong đó. Và sắp tới thì công ty công nghiệp sản xuất phim điện ảnh này của chúng ta sẽ cho ra mắt những bộ phim hợp tâm lý trẻ em và bảo vệ con cháu của chúng ta. Và còn tuyệt vời hơn nữa, khi các bộ phim này được trình chiếu, mọi người xem phim và chúng ta thì được chia lợi nhuận. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Còn một danh mục đầu tư nữa mà Kim Khánh rất là thích, và đây cũng là danh mục đầu tư khiến Kim Khánh quyết định đầu tư vào CRU nhiều nhất trong các danh mục đầu tư của Kim Khánh hiện nay. Tại sự kiện Identity ở Ấn Độ, Kim Khánh đã được gặp ông chủ tịch công ty công nghệ Bazan đổi mới, hiểu được những tính năng ưu việt của sản phẩm như là có thể chịu nhiệt tới hàng ngàn độ C, có thể chịu độ nén hàng ngàn tấn, lại có thể tái sử dụng. Cho nên trong tương lai nó sẽ được thay thế hầu như tất cả các loại nguyên vật liệu như là vật liệu xây dựng, vỏ ô tô, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, vân vân. Thay thế được cả kim loại và nhựa, hầu như là các loại vật liệu. Chính vì cái việc có thể tái sử dụng cho nên nó sẽ có rất là tốt trong việc bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, trong tương lai nó sẽ có tiềm năng cực lớn ở con cháu của chúng ta. Ngoài 4 danh mục này thì chúng ta còn tới 32 dự án khác nhau như là bất động sản, công nghệ giao thông tiên tiến, thị trường chứng khoán, crypto v.v. Có thể nói là hiện nay trên thế giới chưa có một tập đoàn nào có đủ các danh mục đầu tư cực kỳ lớn, cực kỳ tiềm năng như tập đoàn New của chúng ta. Cũng không có đồng crypto nào được bảo chứng bằng chính những tài sản lớn như CRU của chúng ta. Vậy chương trình Crypto Unit mang lại điều gì? Thứ nhất, cho chúng ta cơ hội được đồng sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu CRU, được nhận hoa hồng khách hàng thân thiết hàng tháng, được cơ hội nhận profit bonus vô điều kiện, được nghe báo cáo tài chính minh bạch rõ ràng, được tăng trưởng giá trị CRU do tăng trưởng giá trị tài sản từ các dự án và khả năng lưu hành CRU giao thương toàn cầu. Kim Khánh xin hỏi các anh chị và các bạn một câu ạ.
trong số tất cả các anh chị và các bạn, những ai thực sự mong muốn được tham gia vào chương trình Kryptonit để được nhận tất cả những giá trị này, xin hãy cho Kim Khánh vào một chat ạ. Cho Kim Khánh những dấu cộng vào một chat ạ. Những ai thực sự mong muốn được tham gia vào chương trình Kryptonit để được nhận tất cả những giá trị này. Dạ vâng. Và rất nhiều người đã cho những dấu cộng. Vâng, xin cảm ơn ạ. Và sau đây Kim Khánh sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn làm thế nào để có thể tham gia vào dự án này. Bước 1, các bạn hãy nhờ chính người đã giới thiệu các bạn biết đến buổi webinar tối nay, để họ sẽ giúp đăng ký cho các bạn trong văn phòng thành viên API. Là rất đơn giản, các bạn chỉ cần có chứng minh thư hoặc giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu cộng với một cái số điện thoại và một cái địa chỉ Gmail. Bước 2, các bạn hãy trở thành thành viên của câu lạc bộ VIP. Với cái mức phí như Kim Khánh nói, là với các cái dịch vụ khác thì để trở thành thành viên của câu lạc bộ VIP phải chịu cái mức phí rất là cao. Thế nhưng ở với tập đoàn New thì chúng ta chỉ với các bạn là thành viên mới, các bạn chỉ cần có 10 unit, tức là khoảng 205.000 tiền Việt Nam thôi ạ. Sau đó các bạn sẽ chọn gói EIP mong muốn và nhận phần thưởng CDU tương ứng. Các bạn tham gia vào các buổi đào tạo và bắt đầu làm việc theo hướng dẫn. Đối với những ai muốn kiếm tiền bằng cách học ngay bây giờ, ai muốn điều này xin hãy cho Kim Khánh vào một chat ạ. Kim Khánh xin hỏi các anh chị và các bạn, khi chúng ta học ở trường đại học, chúng ta có thể vừa học vừa kiếm được tiền ngay không ạ? Thường là chúng ta phải học hết 4-5 năm, sau đó thì chúng ta sẽ được cấp bằng và về đi xin việc. Thậm chí có rất nhiều người cả đời không hề sử dụng đến cái bằng mà đã mất 4-5 năm thời gian và một số tiền rất là lớn để có được. Còn ở đây thì khác. Chúng ta vừa học và áp dụng kiến thức vào thực hành. Chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức và thực hành và kiếm tiền ngay. Đối với bất cứ công ty nào thì cũng có hệ thống của riêng họ. Ở đây công ty của chúng ta cũng không ngoại lệ. Công ty chúng ta có nền tảng của MNCI được kết hợp từ hai mảng, đó là kinh doanh theo mạng và kinh doanh đầu tư theo cộng đồng mạng lưới. MNCI là ngành kinh doanh mới mà New là tập đoàn đầu tiên trên thế giới áp dụng. Nó dựa trên hai nguyên lý, đó là nguyên lý chia sẻ và nguyên lý bội tăng. Từ xưa đến nay, khi chúng ta thích điều gì đó, chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho người thân, bạn bè của mình. Kim Khánh lấy ví dụ, con gái của Kim Khánh đọc và thực hành theo cuốn sách The Magic Phép Màu. Cô bé rất là thích và mang về tặng mẹ. Kim Khánh đọc thấy cực kỳ giá trị và lại chia sẻ điều đó cho rất nhiều người khác. Và cứ như thế, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa trong cộng đồng. Tập đoàn New của chúng ta cũng áp dụng nguyên lý này để vận hành hệ thống. Trong kinh doanh theo mạng thì chúng ta sẽ có cơ hội được tiếp cận đào tạo, được làm kinh doanh tại nhà, là giám đốc của riêng bạn và cũng là nhân viên của riêng bạn. Chúng ta có cơ hội làm việc online, doanh thu không giới hạn, có cơ hội để phát triển, mở rộng kinh doanh toàn cầu, nhanh chóng thực hiện hóa ước mơ của chúng ta, có cơ hội kiếm hàng triệu đô chỉ trong từ 1 đến 4-5 năm. Thế còn với kinh doanh đầu tư thì chúng ta sẽ được đào tạo những kiến thức về tư vấn đầu tư, được cung cấp các công cụ đầu tư để trở thành đồng sở hữu, có cơ hội gia tăng vốn nhanh chóng. Chúng ta sẽ quản lý được tài sản bởi vì chúng ta sẽ được học những cái kiến thức để làm sao mà bảo vệ tài sản của mình và biết cách gia tăng cái tài sản của mình. Có cơ hội tạo lập tài sản từ 1 đô đến để có 1 triệu đô trong từ 2 đến 5 năm. Trong ngành kinh doanh thương mại thì chúng ta phải làm việc. Thế còn trong kinh doanh đầu tư thì tiền làm việc cho chúng ta. Và sẽ tuyệt vời như thế nào khi chúng ta có thể kết hợp cả hai ngành kinh doanh này trong một hệ thống. Hệ thống này
hoạt động như thế nào, và đây là thành quả mà chúng ta đã đạt được. Chúng ta môn hình này trên toàn thế giới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu và tiếp tục phát triển. Từ năm 2014 đến nay đã có hơn 750.000 đối tác năng động khắp thế giới kinh doanh ở 176 quốc gia. Chúng ta tất cả đều được học, được đào tạo về tài chính và về đầu tư, cơ hội kinh doanh toàn cầu và cơ hội trở thành đồng sở hữu doanh nghiệp đầu tư toàn cầu. Làm sao chúng ta biết được hệ thống này hoạt động tốt? Bằng cách lắng nghe các câu chuyện thành công của những người khác. Trước mắt các bạn là những người đã đạt được thành tựu tuyệt vời. Những con người này họ vẫn khao khát thành công hơn nữa, bởi vì họ đều hiểu được tầm quan trọng của việc học. Họ tiếp tục học phát triển bản thân. Họ muốn làm việc cùng nhau để thay đổi thế giới. Trong số này có hai người Việt Nam của chúng ta, đó là anh Nguyễn Năng Đông và anh Huỳnh Tôn Ngọc Trước. Kim Khánh rất biết ơn hai con người này, bởi họ là những người đặt viên gạch đầu tiên cho New Việt Nam. Một trong hai người này là người đỡ đầu cao nhất tại Việt Nam của hệ thống Kim Khánh. Anh là một người bình thường và đi lao động xuất khẩu ở Dubai. Khi biết đến chương trình Cryptonit, anh đã nhanh chóng quay trở về Việt Nam và chia sẻ cho một số người. Ngày hôm nay anh đã là thành viên hội đồng lãnh đạo quốc tế. Hệ thống của anh đã có trên 40.000 người, không chỉ ở Việt Nam mà còn rất nhiều nước trên thế giới. Anh có thu nhập rất lớn và anh đã dùng một phần trong khoản thu nhập đó để làm từ thiện. Ngoài việc đầu tư cho các văn phòng đại diện ở một số tỉnh, anh còn dùng tiền của mình để tặng cho gần 200 người nghèo là dân tộc thiểu số, để mỗi người có được hơn 1.200 CRU, với mong muốn họ giúp họ thoát nghèo bền vững. Anh chính là người khởi động hành trình giúp 1 triệu người Việt Nam thay đổi chất lượng cuộc sống. Kim Khánh vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn anh. Anh chính là Huỳnh Tôn Ngọc Trước. Xin các bạn hãy cho thật nhiều điểm 10 vào mục chat để cảm ơn hai anh Nguyễn Năng Đông và Huỳnh Tôn Ngọc Trước, hai người đỡ đầu của toàn bộ hệ thống Việt Nam chúng ta. Xin các anh chị và các bạn hãy cho thật nhiều điểm 10 để cùng với Kim Khánh bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với anh Huỳnh Tôn Ngọc Trước và anh Nguyễn Năng Đông. Vâng ạ, xin cảm ơn. Chúng ta còn những câu chuyện thành công hơn nữa. Có rất nhiều người thành công ở trong công ty của chúng ta. Mỗi một câu chuyện đều rất đặc biệt. Kim Khánh không có cơ hội để chia sẻ hết các câu chuyện thành công ở đây. Để cho các bạn biết, những gì Kim Khánh nói đều là sự thật. Ngành kinh doanh này dành cho tất cả mọi người, không kể bạn là ai, có kinh nghiệm, có bằng cấp, có kinh nghiệm hay có bằng cấp. Điều đó đều không quan trọng. Vấn đề là các bạn có sẵn sàng cam kết để thực hiện ước mơ của mình. Các bạn có cam kết để trở thành phiên bản mới của mình. Các bạn có cam kết học thêm nhiều hơn nữa. Thì ngành kinh doanh này chính là dành cho các bạn. Slide tiếp theo, Kim Khánh xin trình bày với các bạn về các lợi thế của ngành kinh doanh MSCI. Thứ nhất, giúp chúng ta có cơ hội áp dụng kiến thức và thực hành, giúp chúng ta phát triển tư duy kinh doanh và đầu tư, phát triển bản thân, chuyển đổi nhận thức, và giúp chúng ta có thêm nhiều nguồn thu nhập thặng dư và không giới hạn, giúp chúng ta kinh doanh quốc tế không cần ra khỏi nhà và khả năng làm việc bất cứ lúc nào thuận tiện, cho chúng ta cơ hội tạo thu nhập thụ động với các khoản đầu tư tối thiểu, và kết quả là đạt được độc lập tài chính trong tương lai gần, có cơ hội để trở thành thành viên hội đồng lãnh đạo và nhà đào tạo kinh doanh như các anh các chị ở trong các cái bức ảnh mà Kim Khánh vừa đi qua. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có cơ hội để lại di sản cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Kiến thức ở đây chúng ta nhận được có thể áp dụng vào cuộc sống của bản thân, và đây là cơ hội dành cho các bạn. Vậy làm thế nào để trở thành một phần của dự án chúng tôi? Rất đơn giản. Trước hết, chúng ta đăng ký, kích hoạt tài khoản, tham gia vào các khóa đào tạo, lựa chọn các khóa học khác nhau, và điều quan trọng là áp dụng vào thực hành để có tiền thưởng. Và đây là quà tặng dành cho tất cả các học viên của Học viện Đào tạo Nhà Đầu Tư. Thứ nhất là 50 điểm CRU là quà tặng khi đăng ký trong văn phòng thành viên
API hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là vào thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ tuần sau, các bạn sẽ được tham gia khóa đào tạo giáo dục đầu tư cơ bản miễn phí làm thế nào để nhận thưởng nhanh. Và vào thứ năm, tối thứ năm tuần sau, tối thứ năm hàng tuần, chúng ta sẽ được tham gia đào tạo kinh doanh cơ bản miễn phí dành cho những người mới làm MNCI. Một câu hỏi đặt ra là chúng ta làm tất cả những điều này là vì lẽ gì? Kết quả cuối cùng như thế nào? Và đây là câu hỏi, và đây là câu trả lời. Sứ mệnh của chúng ta, New, cải tiến nền kinh tế thế giới. Ở đây chúng ta thiết lập một cộng đồng những người đam mê thay đổi thế giới. Chúng ta phân phối của cải toàn cầu, mang lại sự an toàn và bảo mật cho tất cả mọi người trên thế giới. Hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều điều tiêu cực, có nhiều điều xấu xảy ra trên thế giới. Chúng ta hãy giúp đỡ người khác làm những điều tốt đẹp. Và khi chúng ta làm được điều đó, năng lượng tích cực sẽ mang lại cho chúng ta. Chúng ta trở nên thịnh vượng và hạnh phúc, hiện thực hóa ước mơ của mình và của những người xung quanh. Chúng ta được sinh ra để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Để thực hiện sứ mệnh, New có 3 trường cột. Thứ nhất là giáo dục, tài chính và đầu tư. Như Kim Khánh đã chia sẻ, chính điều này đã giúp cho Kim Khánh và rất nhiều người trong công ty. Thứ hai là cơ hội đồng sở hữu các danh mục đầu tư toàn cầu, các dự án tiềm năng của chương trình Crypto Nip. Thứ ba là kinh doanh MNCI. Kim Khánh hy vọng các bạn nhận ra những ưu điểm của dự án này. Chúng ta cần những người tích cực, những người khao khát thành công, những người mong muốn đạt được ước mơ của mình. Và công ty của chúng ta phát triển mỗi ngày. Công ty chúng ta sẽ không dừng lại. Trước khi kết thúc phần thuyết trình, Kim Khánh muốn giới thiệu với các bạn, các thành viên của hội đồng chủ tịch của công ty. Họ ở nhiều nước khác nhau. Họ cũng bắt đầu như chúng ta, cũng bắt đầu đăng ký, rồi học và làm việc, cống hiến và từng bước đi đến thành công như ngày hôm nay. Ở đây, người đầu tiên mà Kim Khánh muốn giới thiệu đó là ông Andrei Kuratov, là CEO của tập đoàn New. Mà như lúc nãy Kim Khánh đã nói, ông là người sáng lập Học viện Đào tạo Nhà Đầu Tư, là tác giả của chương trình CryptoNip mà ngày hôm nay chúng ta được hưởng những cái lợi ích từ cái chương trình đó. Cô Mila, các anh, các chị và các bạn nhìn thấy cô ấy rất là trẻ. Nhưng hiện nay cô đã là chủ tịch hội đồng chủ tịch ở Anh. Ngoài ra còn rất là nhiều người, đặc biệt là anh Aman. Aman là người đã đầu cao nhất trong hệ thống của tất cả những người Việt Nam chúng ta. Năm 2019 thì anh Aman được công nhận là thu nhập triệu đô ở Mỹ. Anh là người Latvia, là triệu phú đầu tiên của Latvia. Và đặc biệt Kim Khánh muốn giới thiệu với các anh chị và các bạn một người. Cô ấy là Việt Kiều, là một doanh nhân ở Mỹ. Khi được Aman chia sẻ với cơ hội này, cô ấy đã nghĩ đến ngay đến việc làm thế nào để giúp cho tất cả những người Việt Nam được tham gia vào cộng đồng New để thay đổi chất lượng cuộc sống. Và đây cũng là tâm lý của tất cả những người Việt Kiều sống ở nước ngoài. Khi họ thành đạt, họ luôn mong muốn quay trở về giúp cộng đồng người Việt của chúng ta. Kim Khánh rất biết ơn cô ấy vì không chỉ mang cơ hội về cho người Việt Nam trên toàn thế giới, mà cô ấy còn dành toàn bộ thời gian, tâm huyết của mình làm tất cả những gì có thể để giúp cho tất cả mọi người, trong đó có Kim Khánh. Kim Khánh còn vô cùng cảm phục cô ấy vì một điều nữa. Kim Khánh đã được chứng kiến không biết bao nhiêu lần cô ấy về Việt Nam, đến những nơi khó khăn nhất, lên những vùng cao để giúp đỡ cho những học sinh nghèo, những gia đình nạn nhân chất độc da cam. Thậm chí cô ấy không hề ngại ngần đến cả những trại phong, chúng ta gọi là trại hủi đấy ạ. Thực sự thì Kim Khánh rất là thán phục và cảm ơn cô ấy. Cô ấy tên là Nina, tên ở nước ngoài gọi là Nina Nguyễn. Còn ở Việt Nam thì tên cô ấy là Cẩm Nhung. Xin các anh, các chị và các bạn hãy dành thật nhiều điểm 10 để tỏ cùng với Kim Khánh tỏ lòng biết ơn đối với Cẩm Nhung
người đã đem cơ hội về cho tất cả những người dân Việt Nam cũng ở tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. À, sau đây là câu hỏi Kim Khánh dành cho các bạn. Quyết định của bạn là gì? Các bạn sẽ để mọi việc như cũ và mong chờ điều kỳ diệu xảy ra, mong chờ người khác giúp bạn thành công, hay là bạn sẽ đưa ra quyết định để được giáo dục về tài chính và đầu tư, để có các nguồn thu nhập, để được làm việc với cộng đồng cùng chí hướng và khả năng tạo dựng doanh nghiệp toàn cầu và có cơ hội để lại di sản và giúp đỡ cho những người khác trên hành tinh của chúng ta. Kim Khánh đã làm kinh doanh hơn 30 năm nhưng vẫn không làm được điều gì to tát, thậm chí còn đánh mất hết tiền. Chính vì thế, Kim Khánh thấy đào tạo, giáo dục, đầu tư tài chính là vô cùng quan trọng, là vô cùng cần thiết cho tất cả những ai mong muốn được giàu bền vững. Đây cũng là lý do Kim Khánh quyết định đồng hành cùng với tập đoàn New. Đối với học viện này, chúng ta học, áp dụng, học, áp dụng. Ngày nay Kim Khánh không còn sợ mất tiền nữa, vì Kim Khánh đã có kiến thức về tài chính. Kim Khánh có cơ hội làm việc với những người thành công, những người cùng chí hướng, những người thực sự mong muốn giúp tất cả mọi người xung quanh mình có cuộc sống tốt hơn, và đặc biệt là những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Nếu các bạn đang có công việc, các bạn không cần bỏ việc mà chỉ cần tìm hiểu để làm thêm và giúp đỡ những người khác. Chúng ta giúp mọi người đạt được ước mơ của họ. Tương lai của các bạn phụ thuộc vào quyết định của các bạn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một ngày thứ 6 vàng dành cho những ai đưa ra quyết định ngay bây giờ. Là chúng ta có cơ hội để mua các gói EEP giảm từ 20 đến 35%. Nhưng mà các bạn chú ý, chương trình này chỉ có trong 24 tiếng, từ 19 giờ dựa theo giờ Việt Nam, ngày 29 tháng 5, các bạn có thể ghi vào giấy bút ạ, và trong sổ bút của mình, và trong sổ của mình. Bắt đầu từ 19 giờ theo giờ Việt Nam ngày 29 tháng 5 đến 19 giờ ngày 30 tháng 5, chỉ trong vòng 24 tiếng. Và cả thế giới sẽ nhận cái điều này, cho nên là Kim Khánh xin nhắc nhở tất cả các anh chị và các bạn, nếu như ai thực sự muốn mua, muốn được mua cái giảm giá như thế này, thì các anh chị và các bạn cần phải chuẩn bị sẵn UNT ở trong tài khoản của mình, phải đăng ký sẵn và để sẵn UNT ở trong tài khoản, và đến thời khắc đó chúng ta chỉ việc kích hoạt và mua. Còn nếu không ấy, thì tránh tình trạng giống như hôm 30 tháng 4, thì rất nhiều người đã bị nghẽn mạng và không thể nào mua được, không chuyển tiền được. Đó, chính vì thế cho nên là các anh chị và các bạn, Kim Khánh xin nhắc các anh chị và các bạn phải chuẩn bị sẵn để cái thời khắc đó chúng ta chỉ có kích hoạt và mua thôi ạ. Khi có chương trình này thì Kim Khánh rất là thích. Còn điều gì mà chúng ta mong muốn hơn nữa? Cũng không biết hội đồng chủ tịch sẽ còn mang lại điều gì cho chúng ta nữa không? Công ty luôn có những chương trình tạo bất ngờ cho chúng ta. Và xin chúc mừng tất cả những người có mặt trong buổi Zoom, trong buổi webinar tối nay. Kim Khánh xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn sự hợp tác của các anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và sau đây chúng ta sẽ xin mời sự trở lại của cô MC xinh đẹp Đào Thị Hằng. Xin các anh chị và các bạn hãy cho thật nhiều dấu cộng vào mục chat để Đào Hằng sẽ xuất hiện trở lại với chúng ta. Xin cảm ơn. Vâng, thật tuyệt vời đúng không quý anh chị và các bạn? Chúng ta hãy dành thật nhiều điểm 10 vào mục chat để gửi lời biết ơn tới chị Kim Khánh, một người chị vô cùng tuyệt vời, mang lại tất cả những cái giá trị vô cùng quý giá từ New cho chúng ta. Và chị chia sẻ cho chúng ta với tất cả những tâm huyết và sự hiểu biết của chị. Vâng, chân thành cảm ơn chị Kim Khánh. Chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ở đây ạ. Vâng, rất là nhiều điểm 10, cảm ơn quý chị và các bạn. Chị Kim Khánh thật là tuyệt vời, rất là tâm huyết với New.
Sứ mệnh của chị là rất muốn chia sẻ đến tất cả những người dân Việt Nam, những người dân từ nhỏ đến lớn, kể cả già cũng cần phải có cái kiến thức về tài chính. Vâng, rất là cảm ơn. Vâng, quý anh chị và các bạn đã được nghe tất cả những cái nội dung chị Kim Khánh truyền đạt cho chúng ta, và cho chúng ta biết được rằng lý do tại sao chúng ta cần phải có tư duy về đầu tư, và câu lạc bộ VIP tại sao chúng ta cần phải tham gia vào câu lạc bộ VIP và đầu tư thông qua mạng lưới cộng đồng, và tại sao cải tiến nền kinh tế thế giới mới. Tất cả những nội dung chị Kim Khánh đã giúp cho chúng ta hiểu rất là sâu sắc, đúng không ạ? Và các anh chị và các bạn có cảm thấy rằng đây chính là một cơ hội tốt nhất để cho chúng ta thành công vượt bậc về tài chính cùng với New không ạ? Nếu như các anh chị cảm nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, thì hãy chủ động cho bản thân mình một cơ hội mới, hãy đăng ký để trở thành thành viên của cộng đồng TNG New, để sở hữu cho mình tất cả những cái gói giáo dục về tài chính cơ bản và nhận về cổ phần khuyến mại của chương trình Crypto Unit, một cơ hội vô cùng tuyệt vời mà New và CEO Andre Kovatov đang dành cho chúng ta. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi sở hữu một kho tàng vô tận và về cái kiến thức tài chính, và hãy cùng nắm bắt vận may này cho bản thân mình nhé. Đây chính là cái câu mà CEO Andre Kovatov luôn luôn nói với bản thân, tất cả cộng đồng TNG và những người ở ngoài kia chưa biết đến. Hãy nắm bắt và đừng bao giờ đánh mất vận may của mình. Vâng, trước khi kết thúc, tôi xin được gửi lời cảm ơn quý anh chị và các bạn đã giúp cho chúng tôi có một cơ hội được chia sẻ những kiến thức vô cùng giá trị từ bản thân nói riêng và tất cả những thông tin giá trị từ New. Và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào buổi thuyết trình và đào tạo 8 quy tắc đầu tư vào các buổi webinar tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. Xin chào. Cảm ơn Đào Hằng nha. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn vẫn ngồi đến phút cuối. Cảm ơn. Thật là tuyệt vời chị ơi. Cảm thấy rất là hạnh phúc, happy quá. Chị em mình phát nha. Dạ.